quay người nhìn xuống mặt nước. Quả thực ở dưới nước có thứ gì đó kỳ lạ, bỗng nhiên trồi lên làm cho cô bé sợ đến mức tè cả ra quần. Thì ra đó là cha cô nhảy xuống nước để trêu cô. Sau đó, người dân trong làng mời đến một vị đạo trưởng làm lễ. Ông ta chèo thuyền vào hồ diệt yêu. Một vụ nổ lớn xảy ra. Quả nhiên con yêu quái to xác này chết nổi xác trên mặt hồ. Yêu quái thực sự vẫn còn đang ở dưới đó. Nhưng chẳng ai tin cậu ấy nói, còn tiện tay đánh cậu một trận. Dân làng hứng khởi lao xuống nước ngay lập tức. Lúc này, Trần Huyền Trang bỗng nhiên nhìn thấy đằng sau xuất hiện một con ngư tinh đang tiến đến. Chỉ đến khi một người phụ nữ tự nhiên biến mất thì họ mới tá hỏa bỏ chạy. Tưởng rằng lên được bờ là an toàn, nhưng con ngư tinh này lại có cái lưỡi giống như rác mút vậy. Nhanh chóng kéo người xuống nước, dậy chạy về chỗ mẹ. Mẹ cô đã hét lớn để cảnh báo cô bé, nhưng cũng đã quá muộn rồi. Cô bé đã bị con yêu quái bắt đi, nhưng không ngờ được là con ngư tinh này có thể phóng lên cao như vậy, nhanh chóng nuốt sống cô bé. Người mẹ đã nhảy xuống sông chiến đấu để chống lại ngư tinh. Ngư tinh lúc này dần để lộ ra khuôn mặt dễ thương. Bà mẹ trẻ đã rơi vào tuyệt vọng, sau đó cũng bị ngư tinh ăn tươi nuốt sống. Chứng kiến thức ăn của mình sắp bị lấy mất, ngư tinh bắt đầu chơi trò bập bênh với Huyền Trang. Cũng may là đạo trưởng nhờ có sức mạnh của lỗ mũi mà giúp Huyền Trang giải cứu được đứa bé, bất chấp sự an nguy của bản thân. Vào thời khắc quan trọng, một cô gái đáng yêu lao ra giải cứu thế giới. Ngư tinh lúc này đã bị đẩy lên bờ, lập tức hiện thân. Phương pháp mà cậu dùng chính là cho yêu quái nghe bài hát thiếu nhi. Ngư tinh cuối cùng cũng có phản ứng, đôi mắt toàn lòng trắng thể hiện rõ sự đau đớn. Sau đó không chịu nổi nữa mà chạy trốn, còn đánh cho Huyền Trang một trận. Lúc này nữ chính tiểu đoàn xuất hiện. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng con ngư tinh cũng bị biến thành một con búp bê xinh xắn, đau lòng quay về chỗ của sư phụ. Sư phụ kể cho cậu nghe về kiếp trước của ngư tinh. Hóa ra con ngư tinh này trước đây bị dân làng giết oan nên đem lòng căm hờn muốn quay về trả thù. Huyền Trang bắt đầu nghi ngờ về sức mạnh của 300 bài hát thiếu nhi. Có hai huynh muội đến ăn cơm, tiểu nhị đột nhiên xuất hiện chào đón hai vị khách đến đây ăn thịt heo quay. Trương Cương Nghiệp giơ cái cào lên, thẳng tay giết chết hai người này. Không biết là sau bao lâu Huyền Trang cũng đến được nơi này. Thoạt nhìn thì có vẻ nơi đây rất tấp nập, nhưng quay đầu lại thì chỉ toàn là xác chết, dường như không phải là đối thủ của hắn. Mặc cho cô không ngừng biến hóa tuyệt chiêu vòng kim cang, phi liên tục, phi tới tấp, phi như vũ bão nhưng đều bị hắn đẩy được ra. Nhìn thấy chư tinh, Huyền Trang liên tục đấu tranh tư tưởng. Tiểu đoàn sắp không giữ nổi nữa, lớn tiếng giục Huyền Trang nhanh lên. Sau cùng, Nguyễn Trang cũng đã có nụ hôn ngọt ngào với chư tinh. Hít được nguyên khí thì mặt cậu trở nên tím tái. Hai người vội vàng bò chạy. Chạy được đến bên bờ hồ thì tiểu đoàn bị thương rồi. Cô ấy kéo áo qua vai rồi nhờ Huyền Trang trị thương. Kết quả là cậu ấy không ngừng chảy máu mũi. Nửa đêm Huyền Trang lên đường, bất ngờ một chiếc xe kỳ lạ lao tới. Từ trên xe bước xuống là bốn vị đại hiệp, mặt mũi tướng tá nhìn không khác gì lũ trẻ trâu xóm tôi. Tiểu đoàn cũng trói hai tay từ trên xe xuống. Hóa ra chư tinh đã tìm đến đây rồi. Mọi người đang chuẩn bị bỏ chạy, kích hoạt chiếc xe bằng túi khí nhân tạo. Tiểu đoàn lo lắng cho sự an toàn của Huyền Trang nên đã đẩy cậu ấy ra ngoài. Lát sau chiếc xe bị chư tinh tông vỡ tan tành. Huyền Trang liền chạy lại ôm lấy tiểu đoàn khóc nức nở. Rửa mặt thì không may phát hiện ra đạo lý kinh hoa thủy nguyệt, từ đó phát hiện ra nơi giam Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không lúc này mới kể lại quá trình bản thân mình trở nên trắng bạch như thế này. Thật ra làm vậy để đánh lừa Huyền Trang hạ tấm bùa trấn áp của hắn ta xuống mà thôi. Nhưng đáng tiếc kế hoạch đã thất bại. Nếu muốn thu phục được hắn thì phải tìm một mỹ nữ đến nhảy múa, dụ hắn ra ngoài. Những việc còn lại thì giao hết cho Tôn Ngộ Không. Vào đêm trăng tròn, tiểu đoàn bắt đầu nhảy múa. Huyền Trang đứng nhìn đến ngây người. Tôn Ngộ Không ở dưới hang, gọi một tiếng Trương Cương Nghiệp. Trương Cương Nghiệp ngây thơ cứ thế mà đến cửa hang, nhanh chóng bị Tôn Ngộ Không thu phục. Đến trước cửa hàng chuẩn bị rời đi thì Tôn Ngộ Không lại viện cớ muốn xem trăng của tối nay, nhờ Huyền Trang giúp mình gỡ đám hoa sen ở cửa hàng ra. Sau khi gỡ đám hoa sen ra thì đầm sen bỗng chốc biến thành biển lửa. Tôn Ngộ Không vì thế mà thoát ra ngoài. Hóa ra thứ phong ấn được hắn chính là những bông hoa sen này, nhổ hết tóc trên đầu cậu ấy. Và lúc hắn muốn kết liễu Huyền Trang thì ba vị trừ ma đã đến được đây. Cả ba đều vô cùng tự tin, dùng trò kéo búa bao để quyết định xem ai sẽ lên trước. Sau cùng vẫn là Hồ Ca giành phần thắng. Chỉ cần một cái nhẹ là chú tể rừng xanh bỗng hóa thành mèo ngoan, bàn chân hóa khổng lồ tính đạp bẹp dí Tôn Ngộ Không. Nhưng kết quả giống như dẫm phải đinh vậy, đau đớn vô cùng. Chỉ còn lại người cuối cùng, Hư Không Công Tử. Anh ta có mấy cái phi tiêu, cứ nhắm vào người Tôn Ngộ Không rồi phi. Hàng ngàn mũi kiếm lao tới tấn công nhưng Ngộ Không đều né được. Cuối cùng, Hư Không Công Tử chỉ còn cách ra tuyệt chiêu, vạn kiếm hợp thể, nhưng cũng không ăn thua. Ngược lại anh ta còn bị thổi cho cháy thành than. Nhưng lúc này tiểu đoàn lại xuất hiện, vòng kim cang được tung ra, chúng cũng không khác gì mũi đốt inox. Huyền Trang đau lòng vô cùng, cậu ấy biết tiểu đoàn không phải là đối thủ của Tôn Ngộ Không. Không ngừng gào thét kêu cô rời đi, con khỉ này vẫn chưa có ý định dừng lại. Một tay ném cô gái lên trời. Lúc này, Huyền Trang nhìn quyển 300 bài hát thiếu nhi rồi niệm thành kinh. Sau đó, Như Lai hạ phàm, biến thành người khổng lồ tấn công.
nhưng Tôn Ngộ Không thực sự có bản lĩnh, một chưởng giáng xuống làm cho tượng Như Lai vỡ tan, từ ngoài không gian giáng xuống Như Lai thập bát chưởng. Tôn Ngộ Không lập tức biến thành một con tinh tinh khổng lồ để chiến đấu, kết quả là vẫn sấp mặt như lúc đại náo thiên cung. Chuyển cảnh, Huyền Trang đang ở trước mặt Tôn Ngộ Không, cảm hóa hắn, cứ như vậy mà thu phục được ba người đồ đệ. Sau đó sư đồ bốn người vui vẻ lên đường thỉnh kinh,